mở cửa. Xin mở cửa công chính cho con, để con vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự. Chỉ những người công chính mới được qua. Trong một ngày, ắt hẳn chúng ta có dịp đi ra, đi vào qua các cửa nhiều lần. Đó có thể là cửa phòng riêng, có thể là cửa ra vào phòng này, phòng nọ trong nhà mình hay ở công sở. Xin mở cửa công chính cho con, để con vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự. Chỉ những người công chính mới được qua. Vừa mở cửa cách chậm rãi khoan thai, vừa ngâm nga thánh vịnh này, chúng ta ý thức, chúng ta biết mình đang mở cửa. Nếu là cửa nhà nguyện thì đích xác đó là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, để chúng ta vào phụng sự tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng đối với chúng ta, trong tâm tình gắn bó với Chúa và xin Chúa thánh hóa mọi việc mình làm, chúng ta sẽ nhận diện, chúng ta sẽ ý thức cửa nào cũng là cửa công chính, là cửa Gia-vê, người công chính sẽ bước vào. Chúng ta như đang đi qua cửa trong một cuộc rước được khởi hành từ giữa các liều của những kẻ chiến thắng. Chúng ta thuộc về dân mới mà Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc cho phong ba bão tố của kẻ ác tiêu diệt. Dầu Ngài có thể để cho chúng ta phải chịu gian nan, hoạn nạn, nhưng không trao vào tay tử thần. Chúng ta đang ở cuộc rước tiến đến đỉnh điểm được tác giả Thánh Vịnh gợi lên qua hình ảnh của những cửa chiến thắng. Tức là cửa của đền thờ Sion, cửa nào cũng là cửa để chúng ta có thể đi đến với Chúa, bởi vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta, theo dõi chúng ta, bao bọc chúng ta. Này đây, đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho thoát được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Đi qua cổng nào, cửa nào, chúng ta cũng sẽ gặp Chúa, chúng ta cũng sẽ vào với Chúa mà thôi, để dâng lời tạ ơn Ngài. Lời cầu nguyện cao đẹp nhất là lời tạ ơn. Thế mà mỗi lần ra vào cửa, chúng ta lại có dịp để tạ ơn Đức Chúa. Chúng ta ra vào cửa và cũng là chúng ta đang trong cầu nguyện. Hơn nữa, lời thánh vịnh chỉ những người công chính mới được qua, sẽ như là lời nhắc nhở chúng ta hãy lo sống cho công chính. Giờ đây, đối với chúng ta, vào bất cứ cánh cửa nào hay vào cửa đền thánh thì cũng chỉ là một. Chúng ta cần sống công chính trong giây phút hiện tại. Chúng ta lắng nghe vị tư tế nhắc lại điều kiện để nhập đền. Nó nằm trong cuộc đối đáp trước cửa đền thờ giữa đương sự và các tư tế về việc chỉ có người công chính mới được vào. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài, là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của Người, đó là kẻ tai sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian nói dối, kẻ theo đường chính trực,
hằng ăn nói thẳng ngay, của chiếm đoạt không màng, tay xu quà hối lộ, lời độc địa bưng tai chẳng thích nghe, việc xấu xa bịt mắt chẳng thèm nhìn. Bước qua cửa, chúng ta nhớ đến giáo huấn của Chúa Giêsu về cửa hẹp. Hãy bước qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường rộng dẫn đến diệt vong, còn cửa hẹp và đường hẹp thì đưa đến sự sống. Nhưng ít người tìm được lối ấy. Chúng ta nhìn vào cánh cửa vật chất làm bằng gỗ, bằng sắt, bằng nhôm, nhưng cũng hãy nhìn vào tâm hồn mình. Bởi lẽ tâm hồn mỗi người cũng chính là một cánh cửa, cửa để đi vào. Vậy chúng ta có để cho Thiên Chúa đi vào tâm hồn mình hay không? Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Chúng ta không dừng ở đây, chúng ta còn nhận diện ra mỗi cửa đối với chúng ta còn là chính Đức Kitô nữa. Khi chịu phép rửa, tầng trời mở ra và người đã trở nên cửa trời đích thực xuống trên thế gian. Người là cửa dẫn vào đồng cỏ xanh tươi, nơi đó Thiên Chúa ban phát cho chúng ta dồi dào ơn phúc. Thánh Clement ở Roma cũng nói đến cửa công chính thế này: cửa mở thì nhiều, nhưng chỉ có một cửa công chính duy nhất ở nơi Chúa Kitô mà thôi. Chúc phúc cho những ai qua cửa này mà vào và bước đi trong thánh điện công chính. Làm hết mọi việc trong an bình, chúng ta hướng tới thành thánh Jerusalem trên trời với 12 cửa, luôn luôn rộng mở, sự ác không còn xâm nhập được nữa. Đó là thời viên mãn của an bình và công lý. Lúc đó là thời của một cuộc trao đổi hoàn hảo giữa Thiên Chúa và nhân loại. Amen.